Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn là cách làm món bánh canh tôm nước cốt dừa. Món bánh canh mặn này thì ăn có vị béo thơm ngon đặc trưng của món bánh miền Tây. Và những sợi bánh canh được làm từ bột gạo, ăn có độ mềm béo dẻo ngon. Cách nấu thì vừa nhanh vừa đơn giản và nguyên liệu tìm mua thì cũng không có khó. Thì sau đây mình mời các bạn vào cùng xem và cùng thực hiện món bánh canh mặn nước cốt dừa này ha. Và để làm được món bánh này thì ở đây mình có chuẩn bị là 500g bột gạo lọc. Trong bột gạo lọc thì có độ trong sẵn rồi cho nên là mình sẽ không có trộn bột năng thêm vào. Còn nếu như mà các bạn dùng là bột gạo tẻ thì các bạn dùng là 400g bột gạo và thêm là 100g bột năng vào nữa để cho nó có cái độ hơi trong ha. Còn phần này thì mình dùng là hoàn toàn là bột gạo hết do là bột gạo này là bột gạo lọc đó các bạn. Và 400g dừa nạo. Và phần nước cốt này là mình dùng nhiều hoặc là mình dùng ít là cũng tùy thích thôi. Mình thích béo nhiều thì mình dùng nhiều, còn mà thích béo ít thì mình dùng ít thôi cũng được, không sao hết. Và mình dùng là 2 lít nước lọc để chút nữa mình nấu bánh canh. Và sau cùng là 500g tôm. Phần tôm này thì mình đã lọt bỏ hết phần vỏ và mình đã sơ chế sạch hết rồi. Và phần tôm này thì cũng giống như là nước cốt dừa đó, mình dùng nhiều hoặc là ít là tùy thích thôi. Bây giờ mình sẽ cho phần gia vị vào mình ướp để cho nó thấm. Mình dùng là một muỗng cà phê tỏi băm, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Muỗng cà phê ở đây là mình dùng cái muỗng nhỏ đó các bạn. Và nửa muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê đường cát, một ít tiêu xay, một muỗng cà phê nước mắm. Trộn đều lên và mình đậy lại, mình để đây để mình đi nhồi bột rồi mình quay lại mình xào tôm sau ha. Cho 500 bột gạo ra cái thau cho nó hơi lớn để chút nữa mình nhồi cho nó dễ. Và đối với là 500g bột gạo lọc thì mình dùng là 500ml nước. Mình đem 500ml nước lọc này đun cho nó sôi thật sôi lên. Nó sôi hơi tim tim như vậy là chưa được đâu nha các bạn. Các bạn phải để cho nó sôi ục ục luôn. Nó sôi đúng 100 độ thì mình mới cho vô bột mới được. Mình phải nấu cho nước nó sôi già thật già lên, nó sôi ục ục lên luôn á các bạn. Bây giờ mình sẽ nhắc xuống nè và mình cho liền vào trong phần bột. Cái nước này thì nó đủ độ nóng nè, cho nên là mình chế đến đâu là phần bột nó chín đến đó đó. Mình làm chậm thì cái độ nóng nó giảm thì cái bột mình nhồi nó cũng khó thành công nữa. Và mình dùng là 500ml nước, khi mình đun sôi lên thì nó còn khoảng là 470 hoặc là 480ml rồi các bạn. Lúc này thì nó còn nóng lắm cho nên là mình dùng muỗng mình trộn, khi nào mà nó giảm bớt độ nóng thì mình đổ ra tấm thảm, mình dùng tay mình nhồi cho nó nhanh nha. Cho một ít bột năng khô lên tấm thảm nè, rồi đổ phần bột ra. Bây giờ thì mình dùng tay mình nhồi nha. Còn nếu như mà các bạn dùng loại bột gạo khác có thể là cái độ hút nước nó sẽ khác nhau một chút xíu. Thì nếu như mà lỡ mà có nhão thì các bạn cho bột năng khô thêm vào. Còn nếu như bị khô thì mình cho nước vào không sao các bạn. Thì cái độ hút nước nó cũng chênh lệch một ít xíu à, nó không có nhiều đâu. Sau khi mình đã nhồi được một khối dẻo mịn rồi nè, bây giờ mình sẽ đậy lại và mình để cho bột nghỉ khoảng là 10 hoặc là 15 phút và mình quay lại mình đi cắt bột. Bây giờ quay sang phần tôm, nãy giờ mình đã để được là khoảng 15-20 phút rồi đó. Cho lên bếp mình xào cho thơm rồi mình mới cho vào mình nấu bánh. Cho một ít dầu ăn vào chảo và một ít tỏi băm. Phi cho tỏi vàng thơm lên. Khi tỏi vàng thơm lên rồi thì mình cho hết phần tôm vô đây. Trong tôm này thì lượng nước nó nhiều đó các bạn, cho nên là mình xào với mức lửa lớn. Mình xào khoảng 1 phút thôi, nó vừa đỏ lại là được rồi. Tắt bếp và để phần tôm này ở đây để chút nữa mình nấu bánh mình cho tôm vào. Bây giờ tiếp theo là quay sang phần bột của mình nè. Lúc này nãy giờ mình để được là khoảng 15 phút rồi đó. Mình dùng tay mình nhồi sơ lại. Mình dùng là hoàn toàn là bột gạo hết cho nên là mình nhồi thì cảm thấy nó hơi nặng tay, so với bột năng là nó hơi nặng tay một chút xíu đó. Để làm những sợi bánh canh thì các bạn dùng tay nè, mình xe từng cục nhỏ ra thành những sợi bánh canh, hoặc là các bạn dùng dao mình cắt. Còn làm theo cách truyền thống thì các bạn dùng lượng bột này nè, mình lăn lên cái chai và mình dùng dao mình cắt trực tiếp xuống nồi luôn. Rồi để cho nhanh hơn thì mình lấy ra một cục bột nè rồi mình cán mỏng ra. Bột gạo lọc này thì sau khi mình đã nhồi xong rồi thì mình dễ tạo hình lắm đó các bạn. Nó ít có dính tay hơn là so với bột năng. Mình cán ra một lớp cho nó hơi dày dày đi. Mình cắt ra thành những con cho nó hơi lớn lớn để mình xe cho nó giãn nó dài ra là vừa đó. Sau khi mình đã cắt cả những sợi dài vuông như thế này nè,
thì những sợi này nó hơi ngắn cho nên là mình cắt nó hơi to nè, để mình xe là nó giãn ra là nó vừa đó các bạn. Còn nếu như mà các bạn không thích xe tay hoặc là mình không có thời gian xe thì các bạn cán một lớp bột dày cho nó độ vừa phải và mình cắt ra mình không có cần xe lại. Để cho sợi bánh canh nó giống như là những con bánh lọt á, thì các bạn xe tay nó ra hai cái đầu nhọn nhọn nhìn nó đẹp. Bột gạo á, thì các bạn dùng là bột khô ít thôi vì nó cũng ít dính lắm các bạn. Rồi tiếp tục mình làm đến khi nào cho nó hết luôn ha. Những sợi bánh canh á, thì mình đã xe xong rồi, nhìn nó cũng tương tự như là những con bánh lọt đó nhưng mà nó hơi lớn và nó dài hơn. Và phần bánh canh bột gạo này á, thì nếu như mà các bạn bảo quản á, thì bây giờ các bạn đem những sợi bánh canh này mình cho vào trong ngăn đá tủ lạnh mình bảo quản. Khi mình muốn ăn á, thì mình đem ra mình nấu thôi. Mình dùng là 2 lít nước lọc nè. Phần nước này á, thì để chút nữa là mình nấu luôn nha các bạn. Còn nếu như mà các bạn dùng là bột áo hơi nhiều đó thì các bạn lược bỏ bớt cái độ sánh đó. Và mình nấu cho phần nước này nó sôi thật sôi rồi mình mới cho những sợi bánh canh vào đây. Khi mà mình vừa cho vô xong rồi á thì các bạn dùng đũa nè, mình xơ nhẹ nhẹ nó, đừng để cho nó bị dính. Có bọt á thì mình hớt bỏ phần bọt. Hớt bọt xong rồi thì các bạn thấy cái độ sánh trong nước này nè. Nếu như mà nó sệt hoặc là nó sánh quá thì các bạn múc bỏ bớt rồi mình bù nước lọc thêm vào. Mình thấy cái độ sánh nó hơi hơi như vậy á thì nó cũng vừa rồi. Bây giờ mình sẽ giữ lại mình đi nấu bánh luôn. Cho vào đây á là 2 muỗng cà phê đường cát, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê nước mắm. Rồi trộn đều lên. Thì phần gia vị nêm nếm á, thì các bạn tùy chỉnh theo là sở thích của gia đình mình. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết phần tôm vào đây. Múc một ít nước cho vào nồi mình tráng, mình lấy hết phần nước tôm ra luôn. Rồi tiếp tục là mình trộn đều lên nữa. Phần tôm này á, thì hồi nãy mình xào vừa chín tới đó các bạn, cho nên là mình đổ vô và mình nấu cho nó sôi lên khoảng 1 phút thôi là được rồi. Mình nấu lâu quá thì phần tôm này nó bị mục, nó mềm, ăn không có độ dai. Và khi cho tôm vào á, thì mình tiếp tục là mình nêm nếm lại nữa. Và lúc này á, thì các bạn nêm nếm cho nó cái vị nó hơi nặng hơn một chút xíu, vì chút nữa mình còn cho phần nước cốt vào nữa. Bây giờ mình sẽ cho là 400 ml nước cốt dừa vào đây. Khi mà cho nước cốt dừa vào rồi á, là mình nấu cho nó vừa sôi lên á, là mình tắt bếp được rồi. Nước cốt dừa á, thì các bạn cũng đừng có nấu lâu ha. Nấu lâu á, thì nó giảm bớt cái độ béo nè và nó cũng đóng bọn nữa. Mình tắt bếp một chút xíu cho nó giảm bớt độ nóng. Khoảng 2 phút sau á, thì mình mới cho hành lá vào. Cho hành lá sớm quá thì nó mắc mùi thơm nè và màu hành lá nó cũng không được đẹp nữa. Món bánh canh mặn tôm nước cốt dừa, món này ngon lắm các bạn ơi. Ăn xài bánh canh á, thì từ bột gạo ăn có độ mềm dẻo. Còn ngò rí á, thì mình cho vào sau nè, hoặc là khi nào mình múc ra mình mới cho vào chén mình ăn để cho ngò nó được thơm. Thì món bánh canh này á, thì nó hầu như là nấu với tôm nè, hoặc là nấu với cánh lóc, là đúng món của người miền Tây đó các bạn. Những sợi bánh canh á, thì mình làm là bằng bột gạo đó cho nên là nhìn vào á, thì nó hơi bị cứng ha, nó không có bị mềm quặt xuống. Ăn vào á, thì nó có độ dẻo vị ngọt hơn là so với bột năng. Và khi múc ra xong hết rồi nè, mình sẽ cho là một ít ngò rí sống thêm vào và tiêu xay. Tiêu á, thì mình ăn sống như vậy á, thì nó thơm nè. Và khi ăn á, thì mình trộn đều lên, nghe mùi thơm rất là hấp dẫn luôn. Ăn vào á, thì có độ ngọt, thơm, béo. Và những sợi bánh canh á, thì có độ mềm, dẻo, vị ngọt của bột gạo đó các bạn. Ăn ngon lắm các bạn ơi. Tôm này á, thì mình dùng là tôm sú nè. Cho nên là mình ăn vào á, thì nó còn cái độ dai, nó không có bị mềm, bở tôm. Rồi như vậy là đến đây á, thì video của mình cũng đã xong rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha.